Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 6 cái phương pháp tự học nhiếp ảnh vô cùng đơn giản nhưng cũng vô cùng hiệu quả. Đây là những cái phương pháp nó sẽ giúp các bạn định hình được cái tư duy, giúp cho các bạn tạo được cái phong cách ảnh mà mình theo đuổi. Đây cũng là những cái phương pháp mà tôi đã rèn luyện trong những cái ngày đầu tiên khi mà tôi mới bước chân vào cái lĩnh vực này, và thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn còn áp dụng nó. Ok, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Every day I got a chance to make some new moves. If you really feel the vibe, gotta get in the groove. But yo, it ain't nothing to it, better get on down. Phương pháp đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đấy chính là xem ảnh. Ok, đúng không? Rất đơn giản, rất rất đơn giản. Và khi mà tôi chia sẻ điều này đến cho nhiều bạn thì thái độ của bạn kiểu chỉ có thế thôi à? Nhưng thực sự nó là một trong những phương pháp mà tôi nghĩ là quan trọng nhất đối với những người làm về ảnh. Bản thân tôi cũng đã có những cái trải nghiệm rất sâu sắc về việc này. Trước kia tôi làm về hậu kỳ là chính, thì sau này tôi mới bắt đầu đi chụp hình. Thì khi mà tôi mới bắt đầu đi chụp hình thì tôi nhận thấy là những cái góc của tôi nó đã có những cái nét nó tốt hơn rất nhiều so với những người mà cũng mới đi chụp. Nó sắc nét hơn, chặt chẽ hơn. Và tôi nhận ra rằng chính cái quá trình mình làm hậu kỳ, mình phải ngồi mình xem đi xem lại rất nhiều những cái tấm hình, tất nhiên là cùng một cái chủ đề, cùng một cái phong cách, và đã giúp tôi định hình được dần những cái tư duy về nhiếp ảnh. Và cái công việc chụp hình của tôi sau này tôi cảm thấy nó dễ dàng hơn rất nhiều so với những người mới khác. Có một cái ông nhiếp ảnh gia người Mỹ rất là nổi tiếng, đấy là Robert Mapplethorpe, đúng không? Ông ấy đã chia sẻ là bạn càng được xem nhiều ảnh thì bạn càng dễ trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi. Và tôi nhận thấy rằng đây chính là một trong những cái phương pháp đúng đắn nhất và dễ dàng nhất để cho mọi người có thể học theo. Hãy xem thật nhiều ảnh, tập trung vào cái dòng ảnh mà mình đang theo đuổi, cái phong cách ảnh mà mình đang mong muốn. Ví dụ như tôi là định hướng theo cái phong cách ảnh là của châu Âu, thì tôi xem rất nhiều những cái tấm hình của châu Âu, những cái tấm hình mà cái phong cách ảnh người ta chụp cảm xúc phóng khoáng, nó không nặng quá về việc posing. Thì tôi rất thích những cái phong cách này, những cái phong cách màu đậm đà vintage. Thì tôi tập trung tôi xem hình của những cái nhiếp ảnh gia nổi tiếng như những cái trường phái như vậy. Thì chính việc này dần dần nó xây dựng cho tôi một cái tư duy và giúp cho tôi định hình được dần cái phong cách ảnh của mình. Dù ở đây, ngày xưa khi mà chúng tôi mới bắt đầu vào nghề thì chúng tôi đã sưu tập rất nhiều những cái tấm hình để hàng ngày chúng tôi xem nó. Các bạn thấy đây, chúng tôi xem rất nhiều những cái bộ ảnh. Đó. Đây, tóc. Đó, các bạn có thấy đây. Đó, những cái tấm ảnh mẫu của bọn tôi tập trung vào những cái phong cách ảnh của châu Âu, phóng khoáng, cảm xúc. Và chúng tôi sưu tập rất nhiều, chúng tôi xem nó hàng ngày như hơi thở, như kiểu tập thể dục ấy, để học được rất nhiều thứ luôn, từ cách posing, cách cắt crop khung hình, lên bố cục bối cảnh vân vân, rồi là cảm thụ màu sắc từ những cái tấm hình này. Tôi sưu tập rất nhiều luôn, mới ghi được. Đó, thì đây là một trong những cách làm mà tôi thấy là nó cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, các bạn sưu tập lại, copy nó vào điện thoại, iPad thì các bạn đi chụp, các bạn có thể bỏ ra các bạn xem. Nhiều lúc tôi chụp bí thì tôi bỏ ra những cái tấm hình này tôi xem cái cách người ta tạo dáng như nào, và mình lại có tiếp những ý tưởng để mình thực hiện cho cái bộ ảnh của mình. Tôi sẽ để lại cái, tôi sẽ tặng các bạn một phần của cái bộ sưu tập này. Nếu mà anh em nào thích thì tôi sẽ để lại cái link tải ở bên dưới, các bạn vào tải nhé. Hãy dành ra một ngày khoảng 1 đến 2 tiếng hoặc thậm chí nhiều hơn nếu như bạn có thời gian để xem ảnh. Xem thật nhiều, xem đi xem lại, để nó ngấm dần vào đầu mình.
các bạn có thể tham khảo trên mạng, sau đó các bạn tải về tạo thành một bộ sưu tập riêng, copy nó vào điện thoại hoặc máy tính bảng. Những cái lúc rảnh rỗi chúng ta có thể bỏ ra chúng ta xem, hoặc là trong lúc đi chụp hình nếu như chúng ta cảm thấy bí về tạo dáng, hay là khó cảm thấy bí bách về việc lên bối cảnh, thì chúng ta có thể bỏ ra những cái bức hình để chúng ta tham khảo. Thì dần dần các bạn sẽ dần dần định hình được cho mình rất nhanh cái phong cách và cái khuôn hình của mình. Vậy bởi vì chụp hình ấy, các bạn phải hiểu là chụp hình ở đây chính là việc truyền tải những cái gì ở bên trong chúng ta ra bên ngoài. Nên là bạn càng được xem nhiều hình thì bên trong của bạn gần như là bạn cái kho thư viện ở bên trong đầu của bạn sẽ dần dần nó được đầy lên. Và khi mà các bạn gặp bất kỳ một tình huống nào mà nó có cái gì đó trùng lập với những cái gì bạn đã xem, thì dần dần bạn sẽ biết cách đưa nó ra bên ngoài kiểu vậy. Thì đây là cái phương pháp mà tôi nhấn vào nha, nó cực kỳ quan trọng. Và những học viên mà theo học tôi thì tôi bắt mỗi người hàng ngày phải ngồi xem ảnh, tạo cho mình thành một thói quen giống như tập thể dục ấy. Đó, cực kỳ quan trọng, các bạn nhớ nha. Cái phương pháp số 2 mà tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đấy chính là sao chép, bắt chiếc lại một tấm hình hoặc một bộ ảnh nào đấy, có thể là từ trang phục này, cách tạo dáng, cách lên bố cục bối cảnh, hay là cả một cái concept. Thì các bạn đừng có vội nghĩ rằng như thế là chúng ta đang đi đạo nhái, mình phải làm ra cái gì đấy của riêng mình, không phải. Đây là tôi đang hướng dẫn cách các bạn học. Các bạn nên nhớ rằng như này, nếu như các bạn có thể làm theo được những cái tấm hình của những cái nhiếp ảnh gia nổi tiếng, của những nhiếp ảnh gia hàng đầu, thì dần dần các bạn sẽ ngày càng gần hơn với trình độ của họ, đúng không ạ? Nếu như mình có thể làm theo được những tấm hình đấy thì cái tự tin của các bạn nó sẽ rất lớn. Và hoặc là nếu các bạn bắt chiếc theo mà nó không ra hoàn toàn thì các bạn cũng học hỏi được rất nhiều. Các bạn có thể phân tích được lại được, à hóa ra là mình set up về ánh sáng nó chưa đúng, mình chọn góc chụp nó chưa đúng, hay là loại tiêu cự nó chưa đúng, vân vân. Rất nhiều thứ mình có thể học được khi mình làm theo một cái tấm hình xuất sắc của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nào đấy. Thì đây cũng chính là cái phương pháp mà tôi đã dùng để rèn luyện rất nhiều. Khi mà tôi xem một tấm hình thì bắt đầu tôi ngồi tôi phân tích lại. Cái mà các bạn cần phải phân tích ở đây là cái gì? Nó không phải là những cái thông số như là ISO, khẩu tốc đâu, mà cái mà tôi cần phải xem đấy chính là cái vị trí của nhiếp ảnh gia đấy đứng chụp như nào, cái góc mà người ta sử dụng là như thế nào, tiếp đến là cái tiêu cự họ dùng là như thế nào. Tôi cố gắng phán đoán những thứ đấy, rồi những cái bối cảnh xung quanh họ đã xử lý như thế nào để có thể làm được cho nổi bật chủ thể hơn. Thì cứ dần dần tôi phân tích như vậy, và khi đi chụp tôi sẽ lựa để tôi làm theo, cố gắng giống nhất với những cái tấm hình như vậy. Và mỗi lần như thế, mỗi lần như thế thì cái khả năng của tôi, cái khả năng quan sát của tôi nó cũng tiến bộ lên rất nhiều, cái tư duy của tôi nó cũng rõ ràng, nó cũng sắc nét hơn. Thì đây là một cái phương pháp mà tôi nghĩ là nó sẽ giúp các bạn phát triển rất nhanh, đặc biệt về mặt tư duy, về mặt nhìn nhận không gian, hình ảnh, cách quan sát, cách phán đoán, lên cái bối cảnh, các cái ý tưởng, lựa chọn góc chụp, vân vân. Như Picasso, một trong những danh họa vĩ đại nhất của thế kỷ 20, đã từng nói là nghệ sĩ giỏi thì sao chép, còn nghệ sĩ vĩ đại thì sao đánh cắp. Thì các bạn cứ quan sát mọi cái sự phát triển của mọi thứ xung quanh chúng ta thì nó đều là gì ạ, kế thừa của những cái thứ đi trước, đúng không ạ? Chúng ta lấy của cái này một chút, chúng ta lấy của cái kia một chút để chúng ta phát triển. Thì nhiếp ảnh nó cũng như vậy thôi. Tôi sao chép của cái này, của người này một chút, ý tưởng của nghiêng một chút, cách tạo dáng của người này, cách lên trang phục của người kia, rồi cách sắp xếp của một người khác, và tôi tổng hòa nó trở thành, dần dần trở thành cái riêng của tôi. Thì các bạn cứ quan sát, ví dụ nhìn ảnh của tôi thì các bạn thấy rằng là tôi rất hay nói về bố cục, và bố cục của tôi nó được rất nhiều người thích.
thì không phải là tôi nghĩ ra nó, tôi sáng tạo ra nó, mà thực chất tôi cũng học hỏi lại của những cái người khác, của những cái nhiếp ảnh gia nổi tiếng khác mà tôi xem. Và mỗi người tôi học một chút những cái hay của họ, những cái tất nhiên là tôi phải xem của những cái nhiếp ảnh gia nó cũng có những cái phong cách nó tương đồng với mình để tôi phát triển. Thì cứ một chút, cứ mỗi người một chút như vậy, rồi dần tôi biến nó trở thành cái của riêng tôi. Thì đây chính là cái phương pháp mà tôi nghĩ rằng là sẽ giúp cho các bạn rất nhanh cái để các bạn tăng tốc. Hãy làm thật nhiều, xem ảnh, phân tích lại và làm theo, bắt chước theo. Đó, làm được thì cái sự tự tin của các bạn nó sẽ rất lớn. Còn nếu làm không được thì chúng ta cũng học được rất nhiều thứ. Cái phương pháp số 3 mà tôi sẽ chỉ cho các bạn đấy chính là xem phim. Quá đơn giản luôn đúng không? Xem phim hoặc xem những cái clip ca nhạc hay. Đó, thì ở đây các bạn có thể lên Google, các bạn search những cái bộ phim tình cảm lãng mạn hay. Ví dụ như tôi thì tôi sẽ cái dòng ảnh của tôi hướng về chất châu Âu mà, thì là tôi hay xem những cái bộ phim của Âu Mỹ đó. Thì ở đây là những bộ phim mà tôi đã xem, tôi xem rất nhiều phim, đặc biệt là những bộ phim tình cảm lãng mạn có các cái cặp đôi. Thì mình vừa giải trí mà mình lại còn học được rất nhiều thứ ở đây. Các bạn thấy ngay cái poster của nó thôi, các bạn thấy không, cái cách người ta cắt cốt một cái khung hình như này cũng là một cái mà mình rất cũng là một cái mà mình có thể học được, mình ứng dụng được vào công việc của mình chứ đúng không. Mình có thể có một cặp đôi nào đấy có những cái dáng dấp nó phù hợp thì mình có thể chụp những cái khung hình như này rất đẹp đúng không, cái cách người ta cắt khớp này rất hay. Nó ngay poster mình đã học được rồi, thì vào mình xem phim thế. Tại vì phim ảnh với nhiếp ảnh nó có rất nhiều cái liên quan với nhau, đặc biệt là về mặt lựa chọn bối cảnh, lên bố cục, rồi đặc biệt những cái phần về tạo dáng cho những bộ phim tình cảm này nó rất hay luôn, nó cung cấp cho mình rất nhiều cái ý tưởng hay đó. Các bạn thấy là mây sắc thái này đó, rất hay đấy, posing sử dụng rất đẹp. Đây là bộ phim người du hành cũng hay phải đái luôn đó. Hay cả cả những cái bộ phim của Hàn Quốc nó nhẹ nhàng lãng mạn như vậy, tại vì nó rất là phù hợp với cái tính chất công việc của của tôi đó. Tôi chuyên về ảnh cưới mà, là gì các cặp đôi tình yêu hạnh phúc đúng không, niềm vui. Thế nên các bạn nên, nếu như bạn cũng cũng tham gia vào cái ngành ảnh cưới giống tôi, thì bạn nên tránh xem những cái phim có thể vẫn xem ít thôi, những cái phim kinh dị quá, máu me quá mình nên tránh đó. Những cái bộ phim đấy nó gây cho mình cái sự sợ hãi, đặc biệt là trước cái lúc mình đi chụp là các bạn không nên xem những cái phim như vậy. Hay là xem những cái clip đó, mình có thể tìm những clip nhạc, những cái bài nhạc hay người ta quay cảnh đẹp ấy, mình có thể học được nhiều. Ngày xưa tôi nghe nhạc rock và tôi rất hay xem những clip nhạc rock, đặc biệt là rock rất nặng và người ta và nó làm rất là bệnh luôn. Thì sau khi mình xem xong bắt đầu mình ra mình ngồi mình làm ảnh thì mình thấy mình bắt đầu mình tự nhiên thôi, mình làm những cái màu nó rất là dị luôn, và tôi bắt đầu tôi nhận ra những cái tác dụng gọi là tác hại của cái việc mình xem những thứ như vậy. Và mình sau đấy tôi bắt đầu tôi xem tham khảo xem nhiều hơn những cái phim nó nhẹ nhàng, nó lãng mạn, nó có các cặp đôi, nó sát với cái công việc của mình. Và đây cũng là một cái cách mà mình vừa giải trí và giúp cho mình phát triển được cái tư duy rất tốt. Phương pháp số 4 mà tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đây, đấy chính là tạo môi trường. Đây là một cái phương pháp đặc biệt quan trọng mà các bạn phải lưu ý. Như chúng ta đã biết là hầu hết anh em mình đều từ những cái lĩnh vực khác sang chuyển sang đến nhiếp ảnh, thì có thể công việc cũ của các bạn, tôi ví dụ như là các bạn là công nghệ thông tin chẳng hạn, thì khi mà các bạn chuyển sang lĩnh vực nhiếp ảnh này thì các bạn phải cố gắng giao lưu kết bạn với càng nhiều người trong giới này thì càng tốt. Nếu như các bạn vẫn còn chơi thường xuyên với những cái nghề với những cái bạn làm cái công việc công nghệ thông tin chẳng hạn, các bạn tưởng tượng rằng khi các bạn gặp họ thì câu chuyện nó là cái gì, chắc chắn chủ đề xung quanh nó sẽ là nào là code, nào là ngôn ngữ lập trình nọ kia, rồi là vân 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 vắt xa. Thì những cái điều này nó sẽ không giúp ích gì chỉ có cho chúng ta cả. Còn nếu như ta ngồi với những người trong giới nhiếp ảnh thì sao, thì kể cả chúng ta ngồi chơi thôi, ngồi trà đá hay là ngồi nhậu với nhau, thì những cái câu chuyện nó sẽ gì, chủ yếu là xung quanh ảnh, nhiếp ảnh, vân vân, hậu kỳ, vân vân, thì họ sẽ chủ yếu nói ở vấn đề này. Thì chính điều này dần dần nó sẽ giúp cho chúng ta hướng được cái sự tập trung vào cái lĩnh vực của chúng ta.
Đó thì rất quan các bạn trọng. phải tạo ra cho mình một cái môi trường thật tốt. Bằng cách nào bây giờ nó rất là dễ. Các bạn có thể lên Facebook, các bạn vào những cái hội nhóm nhiếp ảnh, các bạn kết bạn với những cái người trong giới, rồi các bạn follow hoặc kết bạn với những cái nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đặc biệt là những cái nhiếp ảnh gia mà có cái phong cách tương đồng với những cái gì mình thích. Thì các bạn cứ mở Facebook của mình lên, các bạn lướt lưu feed thôi, các bạn cũng nào thấy ảnh 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 đó liên tục như vậy, và nó luôn tục hướng cái sự tập trung của chúng ta vào công việc và cái lĩnh vực của chúng ta. Hay là có một cách nữa là hay, các bạn nếu như các bạn bỏ tiền ra các bạn đi học, nó là một cách rất hay. Các bạn đi học, các bạn học của một người thầy ở đấy, thì ngoài những cái kiến thức mà người ta trao cho bạn, những cái kinh nghiệm quý báu của họ, thì các bạn sẽ có được một cái môi trường xung quanh là những cái học viên, đúng không? Những cái người học viên học cùng bạn, thì những cái người này chắc chắn là họ sẽ có một cái chí hướng giống mình đó. Họ có thể là những cái người mới hoặc là những người chụp lâu năm rồi, anh em có thể trao đổi những cái kinh nghiệm cho nhau, những cái kiến thức đó, thì nó cũng giúp các bạn phát triển được. Vì vậy hãy cố gắng tạo cho mình một cái môi trường thật tốt đó, xung quanh bạn là những cái con người họ có chung cái niềm đam mê, đặc biệt nếu như cùng chí hướng được thì càng tốt, đúng không? Mình kết bạn, mình giao lưu, và rất có thể đấy cũng sẽ là những người mà sẽ đồng hành với bạn thì sao, đúng không? Sau này ví dụ anh em có ước mơ cùng lập nghiệp cùng nhau, mở studio cùng nhau, thì các bạn cũng sẽ có cho mình nhiều cái sự lựa chọn, nhiều những người bạn phù hợp đó, có cùng cái niềm đam mê, có cùng chí hướng, có cùng cái sở thích, nói chuyện nó hợp nhau đó, mình có thể lập một team để chúng ta bắt đầu. Phương pháp tự học số 5 tôi đã giới thiệu đây, đấy là đơn giản thôi, đọc sách ha, rất hay đúng không? Bây giờ sách nó rất nhiều rồi, nó rất nhiều, thì chúng ta có thể tìm kiếm nó. Có thể là các bạn đi mua hoặc là các bạn lên trên mạng các bạn tải những cuốn ebook đó, ví dụ như là tự có những cuốn sách về nhiếp ảnh tôi hay đọc đó, cuốn này rất hay, các bạn có thể tìm cuốn 100 ý tưởng thay đổi nhiếp ảnh đó, nó sẽ giúp chúng ta có nhiều ý tưởng hơn. Này như đây cuốn bàn về nhiếp ảnh của Susan Sontag đó, rất hay. Ngoài ra thì các bạn có thể đọc những cái cuốn tiểu thuyết văn học đó, ví dụ kiểu như này đó, kiểu vậy. Thì khi đọc những cuốn kiểu như này thì nó giúp chúng ta phát triển trí tưởng tượng, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình chúng ta tư duy chụp hình. Đọc sách nhìn chung là các bạn cố gắng đọc, có thể mở rộng ra nhiều cái lĩnh vực chứ không nhất thiết chỉ có gò bó trong nhiếp ảnh, nhưng mà các bạn hãy nên tập trung nhiều hơn đọc những cuốn về nhiếp ảnh hoặc là hội họa. Hội họa, hội họa nó với nhiếp ảnh nó liên quan rất là chặt chẽ, chúng ta có thể tìm hiểu những cuốn sách như vậy. Phương pháp số 6 mà tôi đã giới thiệu với các bạn đây, đấy chính là xin nhận xét. Xin nhận xét thì xin như nào? Đấy là xin từ những cái cao thủ, những cái nhiếp ảnh gia nổi tiếng mà mình thích đó. Các bạn đừng xin nhận xét lung tung nha. Tôi thấy có rất nhiều bạn post lên trên Facebook hay những cái hội nhóm, các bạn post một cái bộ hình ở đấy, sau đó các bạn có những cái câu comment kiểu như là em mới tập rồi, em mới thế nọ thế kia rồi, mọi người cho em xin ý kiến thế nọ thế kia, và tôi đọc rất nhiều comment rồi là mỗi người một ý. Tất nhiên những cái người ta comment ấy thì người ta có ý tốt thôi, người ta cũng muốn giúp bạn, nhưng các bạn phải hiểu là như này, rất có thể cái kiến thức của họ nó chưa đủ để các bạn để có thể tư vấn chính xác cho các bạn những cái tấm hình này được. Và khi các bạn nghe những cái lời tư vấn như vậy, vô hình chung nó lại có tác dụng, là nó lại bị nó lại có tác hại luôn đó, đúng kiểu đẽo cày giữa đường luôn. Mỗi người một ý, mỗi người một ý, và các bạn không biết đâu là đúng thế nào là sai cả, tại vì trong nhiếp ảnh vốn đúng sai nó cực kỳ mơ hồ luôn. Thế nên là như tôi chẳng hạn, không bao giờ tôi post những cái tấm hình lên và tôi xin nhận xét cả. Tôi chỉ post lên trên Facebook hoặc các hội nhóm để tôi làm gì ạ? Tôi khoe, tức là tôi khoe ra là tôi đã chụp được như thế này, chứ tôi không có mục đích tôi xin ai góp ý cả. Còn nếu tôi muốn góp ai, còn tôi muốn xin ý kiến của ai thì tôi sẽ trực tiếp inbox cho người đấy, thì hay hơn rất nhiều đó. Cái người thầy, cái người, hoặc cái người cao thủ ở đấy mà tôi tin tưởng là rằng có đủ trình độ đó, thì tôi xin ý kiến trực tiếp luôn. Thì như thế mới mình mới mới học được
Chứ còn nếu xin lung tung thì rất khó. Ok, mọi người đều muốn giúp mình, nhưng mà chưa chắc họ đã đủ cái khả năng, họ đủ cái kinh nghiệm để họ có thể giúp được bạn. Và như thế vô tình lại hại chính chúng ta luôn. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn 6 các phương pháp tự học như vậy. Rất hay đúng không ạ? Rất đơn giản và rất rất dễ làm và không hề tốn kém gì hết. Những cái phương pháp này thì bản thân tôi đã ứng dụng và nó cực kỳ hiệu quả, nên là các bạn cứ yên tâm. Không phải là đơn giản mà các bạn nghĩ rằng nó không hiệu quả đâu. Các bạn đừng nghĩ rằng là phải học một cái gì đấy nó kinh khủng, hay là những cái bí kíp gì đấy nó khủng khiếp. Thực ra đối với tôi ấy, cái nền tảng nó rất quan trọng, và càng đơn giản được thì càng tốt. Đối với tôi ấy, cơ bản mà chúng ta thuần thục thì đấy chính là đã là cao siêu rồi, chứ không nhất thiết phải tìm đâu xa cả. Những cái phương pháp mà nó đòi hỏi các bạn một thứ cực kỳ quan trọng, đấy là cái gì các bạn biết không? Đấy chính là chúng ta phải tập luyện làm đi làm lại liên tục, lặp đi lặp lại. Ví dụ như được xem ảnh thôi, rất dễ thôi. Hãy dành ra một ngày, một tiếng đồng hồ, một tiếng thôi, tôi chỉ cần yêu cầu các bạn một tiếng thôi để xem hình. Ví dụ sáng ngủ dậy, các bạn xem 30 phút, trước khi đi ngủ các bạn xem 30 phút, các bạn copy vào điện thoại iPad, hàng ngày thì khoảng lúc rảnh các bạn bỏ ra các bạn xem. Đó, rất đơn giản như vậy thôi, không là cần làm gì nhiều. Nó giống như là chúng ta tập thể dục vậy, mỗi ngày chúng ta đều chạy hay mỗi ngày chúng ta đều chống đẩy chẳng hạn. Các bạn thấy không ạ? Chỉ cần mỗi ngày các bạn chống đẩy 15 cái thôi, thì chỉ sau 1-2 tháng có thể các bạn đã chống đẩy được 30-40 cái rồi. Thì mình cứ tập luyện đi tập lại liên tục như vậy, liên tục như vậy, để nó thành thói quen, nó thành cái phản xạ của mình. Đó, mọi thứ nó đều như vậy thôi. Ok, vậy chúc các bạn thành công. Hãy nhớ like, share và nhớ đăng ký theo dõi kênh của tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.